Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Vừa qua, CNN dẫn nhận định của nhà phân tích Joker Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh có chức sở tại Mỹ cho rằng Nga hiện đang nắm quyền chủ động trên khắp tiền tuyến. Họ đã tận dụng thành công những lợi thế chiến thuật và đang củng cố những lợi thế đó. Theo nhà phân tích này, lợi thế của Nga trên tiền tuyến khiến Ukraine khó có khả năng ứng phó với một cuộc phản công tiềm năng. Đáng chú ý, giới quan sát cho rằng thông tin bất lợi với Ukraine liên tục xuất hiện trên mặt trận. Bất cứ nơi nào Kiev hướng đến, Nga dường như đều có lợi thế. Nga đang giành được lợi thế tại các điểm then chốt dọc theo tiền tuyến miền Đông và Đông Nam Ukraine, đồng thời liên tiếp tiến hành các đợt không kích nhằm vào các thành phố của Ukraine. Cùng lúc đó, Moscow đang chuẩn bị phát động một cuộc phản công ở tỉnh Kursk, miền Nam Nga, nơi Kiev mở chiến dịch đột kích từ đầu tháng 8. Ông Baros cho biết, lợi thế của Nga trên chiến trường khiến Ukraine không thể chuẩn bị cho một cuộc phản công có thể xảy ra. Ông nói, Nga là lực lượng hành động và họ đang buộc Ukraine phải đáp trả. Đó không phải là điều tích cực vì họ sẽ thua trong cuộc chiến khi liên tục ở thế phòng thủ. Họ bị dồn vào chân tường và phải lựa chọn giữa một lựa chọn tồi tệ. Tình hình cũng đặc biệt nghiêm trọng xung quanh Kubian, thành phố quan trọng ở đông bắc Ukraine một lần nữa có nguy cơ bị Nga kiểm soát. Ngoài củng cố tuyến phòng thủ tại Kubian, Ukraine cũng đang phải nỗ lực ngăn chặn Nga tiến xa hơn về phía nam, xung quanh thành phố Kurakhov, nơi Moscow đã bao vây từ ba phía trong nhiều tháng theo nhà phân tích baros nếu nga giành quyền kiểm soát thành phố kurakhov trong những ngày hoặc tuần tới thì đây có thể là tổn thất lớn về mặt chiến lược đối với kiev và điều này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phòng thủ của họ tại khu vực rộng lớn hơn đến cuối mùa hè khi pokrov đối mặt với nguy cơ thất thủ quân đội ukraine đã xoay sở để đẩy lùi các đà tiến của nga buộc moscow phải vẽ lại kế hoạch của mình theo ông baros tình hình tại mặt trận pokrov cho thấy nga vẫn chưa đạt được mục tiêu ưu tiên của đất này nga đang nỗ lực để kiểm soát pokrov vào mùa thu năm nay nhưng họ đã từ bỏ mục tiêu này và chuyển cuộc tấn công theo một hướng khác. Một trong những lý do khiến Moscow chưa kiểm soát được Porop là họ chưa thể chọc thủng hệ thống phòng thủ khá kiên cố của Ukraine. Thông qua các đơn vị trinh sát, pháo binh Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS để tập kích hàng chục binh sĩ Nga tại khu vực tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia. Đoạn video được trang Mirror.in.ua trích dẫn cho thấy máy bay không người lái UAV của lữ đoàn tấn công sân cước số 128 Ukraine đã phát hiện nhóm binh sĩ Nga khoảng từ 30 đến 40 người tập trung tại một dìa rừng gần ngôi làng Tavria thuộc tỉnh Zaporizhia. Sau đó tọa độ mục tiêu được UAV chuyển về cho lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 Ukraine để các pháo thủ của đơn vị này sử dụng tên lửa HIMARS tập kích nhóm binh sĩ đối phương. Theo mil.in.ua, HIMARS là pháo phản lực phóng loạt được phát triển từ tổ hợp pháo bánh xích M270 có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách vài trăm km, tùy loại đạn dược sử dụng. Xe phóng HIMARS khi hành quân có thể đạt tốc độ tối đa 85 km h cho phép tổ hợp này nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa sau khi thực hiện đòn tấn công mục tiêu. Vào tháng 10, quân đội Ukraine cũng đã sử dụng loại đạn rocket HIMARS mang đầu đạn chùm để tập kích địa điểm huấn luyện ngoài trời của một nhóm binh sĩ Nga ở vùng Zaporizhia. Theo tạp chí Forbes của Mỹ, máy bay không người lái UAV trinh sát của Ukraine đã phát hiện một nhóm binh sĩ Nga tập trung tại một khu vực chống trải. UAV đã chuyển tọa độ mục tiêu tới kíp điều khiển hệ thống phá phản lực phóng loạt HIMARS. Đạn rocket HIMARS mà Ukraine sử dụng trong cuộc tập kích mang đầu đạn chùm chứa hàng trăm quả đạn con với kích thước tương đương lựu đạn. Đạn chùm được thiết kế để tấn công các khu vực đối phương, tập trung binh lực hoặc các khí tài quan trọng. Truyền thông Ukraine thời điểm đó công bố một đoạn video và cho biết khu huấn luyện của quân đội Nga ở vùng Zaporizhia đã bị các đơn vị pháo binh Ukraine tấn công. Theo đoạn video được công bố, cuộc tấn công được lực lượng Ukraine thực hiện bằng pháo phản lực HIMARS MLRS sử dụng đạn chùm GMLRS M30A1 DPICM. Loại đạn này mang theo một lượng lớn các mảnh vỡ có sức hủy diệt trên diện rộng. Trong video đạn chùm phóng từ hệ thống HIMARS với tầm bắn 75 km đã đánh trúng mục tiêu. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, hàng chục binh sĩ Nga đang tham gia khổ huấn luyện. Mới đây, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, công tác chuẩn bị trong mùa đông năm nay của Ukraine tốt hơn so với những năm trước kể từ khi xung đột bùng nổ. Theo hãng thông tấn Ukraineform, ông Zelensky tiết lộ, các nhà máy điện tại nước này đã bắt đầu tiến hành củng cố mạng lưới điện để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Ngoài ra, tổng thống Ukraine cũng cho biết thêm, Kyiv đã có một số thỏa thuận mới về việc nhận tên lửa và các hệ thống phòng không từ các nước đồng minh. Ông cũng cảnh báo rằng, các nguồn tin tình báo mà ông nhận được dự đoán nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tổng lực tiếp tục xây dựng lực lượng và tăng cường sản xuất vũ khí để tấn công vào hệ thống hạ tầng năng lượng ukraine nhằm gây ra tình trạng mất điện diện rộng mùa đông những năm trước nhu cầu năng lượng của người dân tăng cao để sửa ấm trong mùa đông quan chức và người dân ukraine đã lao đao vì thiếu điện khi moscow tăng cường tấn công vào các hệ thống lưới điện nước này khi đó thành viên ủy ban năng lượng quốc hội ukraine sergei nagoniak nói trên ukraine World news rằng để tránh tình trạng mất điện lâu dài, người dân phải chấp nhận hạn chế dùng điện vài giờ mỗi ngày. Vì vậy, năm nay, Bộ Năng lượng Ukraine đã yêu cầu người dân nước này sử dụng điện hợp lý, đặc biệt vào buổi tối từ 16 đến 22 giờ. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết, gần như toàn bộ hệ thống nhiệt điện của Ukraine đã bị Nga tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng lên hạ tầng năng lượng quốc gia. Kiev đang đối mặt với việc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế để cung cấp năng lượng đặc biệt là ở những khu vực tiền tuyến và những vùng giáp với Nga. Tình trạng thiếu hụt điện năng trở nên trầm trọng vào mùa hè năm nay, mặc dù Ukraine đã nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Chính phủ Ukraine nhiều lần kêu gọi người dân tiết kiệm điện, trong khi công ty điện quốc gia Ukraine Ngo cũng áp đặt hạn chế tiêu thụ điện cho các ngành công nghiệp lớn. Vào tháng 9, Phái đoàn Giám sát Nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc khi mùa đông đang đến gần. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, ông German Galushchenko, bác bỏ nhận định này. Cho rằng mặc dù việc mất điện có thể xảy ra, nhưng đó sẽ là kết quả của các sự cố khẩn cấp và không mang tính hệ thống. Ông cũng khẳng định, lưới điện của Ukraine hiện đã được bảo vệ tốt hơn nhờ các hệ thống phòng không. Giám đốc chịu trách nhiệm về năng lượng của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Ukraine, Razumkov, chuyên gia năng lượng Volodymyr Omenchenko cho biết sẽ không có tình trạng mất điện kéo dài hàng giờ từ bây giờ đến cuối tháng 11 trừ khi có cuộc tấn công từ phía Nga nhằm vào các nhà máy điện lớn. Ông Omenchenko kể lại các cuộc tấn công của quân đội Nga đã gây thiệt hại đáng kể đối với hệ thống điện tại nước này. Tuy vậy, công ty sản xuất năng lượng nhiệt và điện lớn ở miền Trung và miền Đông Ukraine, Centrenergo và ông lớn ngành năng lượng Ukraine, Ditek đều cho biết họ đã khôi phục khoảng từ 50% đến 60% thiết bị đã bị phá hỏng trong các trận không kích hồi mùa xuân. Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski thông báo các cuộc đàm phán quan trọng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ diễn ra tại thủ đô Ba Lan vào tuần tới theo hình thức tam giác Weimar cộng. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Sikorski, dự kiến cuộc họp sẽ có sự tham dự của các Ngoại trưởng Ukraine, Ba Lan, Đức và Pháp, đại diện cấp cao mới của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Kaczkals và các đại diện chủ chốt khác của châu Âu. Cuộc họp sẽ tập trung thảo luận về tương lai của Ukraine và sự hỗ trợ quốc tế đối với nước này trong bối cảnh hiện nay. Ông nhấn mạnh rằng đây sẽ là những cuộc đàm phán có ý nghĩa nhất về cuộc xung đột tại Ukraine, bởi các cuộc đàm phán này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lập trường của EU đối với quốc gia Đông Âu này. Các cuộc đàm phán này cũng phản ánh tính cấp thiết ngày càng tăng trong việc giải quyết tình hình xung đột Ukraine. Thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh vừa diễn ra cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Putin. Về cuộc điện đàm này, ông Sikorsky cho rằng đang có những tiến triển hướng tới chấm dứt xung đột và mọi việc đang diễn ra nhanh hơn. Cuộc họp tam giác Weimar Cộng sắp tới tại Ba Lan có thể sẽ là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hòa bình này. Tam giác Weimar là một diễn đàn được ba nước Pháp, Đức và Ba Lan thành lập vào năm 1991, để tạo cơ chế tư vấn và thúc đẩy hợp tác giữa ba nước vì những lợi ích chung của châu Âu. Vào tháng 3 năm nay, Tổng thống Pháp Macron cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ tại Đức để đổi mới thể thức của tam giác Weimar, đồng thời thỏa thuận về việc tăng cường năng lực phòng thủ của EU và việc hỗ trợ Ukraine. Trước đó, vào tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng đã ký thỏa thuận an ninh song phương trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Warsaw. Thỏa thuận với Ba Lan là thỏa thuận an ninh thứ 21 mà Ukraine đã ký kết với các quốc gia và khối, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Canada, Italy, Hà Lan, Phần Lan, Latvia, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha, Thụy Điển. Quan chức các nước cho biết những thỏa thuận này không giống như hiệp ước phòng thủ chung giữa các nước thành viên NATO mà là cam kết cung cấp vũ khí và các khoản viện trợ khác cho Ukraine để ký ép củng cố năng lực quốc phòng.